Hello, xin chào anh em buổi trưa. Thì hôm nay buổi trưa nay mình chia sẻ và buổi tối nay mình phải dạy rồi. Dạy tri ân tất cả anh em trong nhóm học là không đồng, tri ân cho anh em trong vòng 4 đêm. Ở đây là mình cũng là một người thợ sửa xe máy bình thường như bao nhiêu người anh em khác. Ở đây sẽ là một góc thảo luận và góc chia sẻ. Anh em nào có cái gì hay thì chúng ta để lại comment và phần góp ý ở phía dưới, hy vọng rằng anh em chia sẻ. Và hôm nay mình mô phẩm ở đây không phải là một kỹ sư người ta sản xuất ra trên bình xăng mà người ta lại ngu hơn anh em mình thợ đâu. Không phải là một người anh em thợ hơi tí bỏ ra bảo cái thời gian này tôi nghiên cứu, mà có rất nhiều anh em lại bảo chê cái bình xăng Kenta này bị lỗi, nó chạy không đạt. Và nhiều anh em về nhà anh em thay đổi lại để cho nó chuẩn, thì điều đấy không có ở trên Việt Nam này được. Thì tất cả video này các bạn chia sẻ nhanh. Nếu chưa tay kịp, Tuấn sẽ chia sẻ cho anh em bóc tách về cái bình xăng con, người ta thường gọi là bộ chế hòa khí và bộ nồi được bẻ độ, đi là sao trụ, đi bi nhẹ ram và bộ nồi zin, nó sẽ khác nhau hoàn toàn như thế nào. Đấy, rất mong anh em cảm thấy cái video này hay, hữu ích, chia sẻ. Thank you mọi người. Đấy, có nhiều anh thì bảo bình xăng Kenta này làm bị lỗi, về nhà phải nghiên cứu làm lại. Thì cái vấn đề lỗi do nhà sản xuất hay là các anh thông minh hơn, một cái công ty Kenta Thành Đạt nằm ở quận 10 hoặc là bình xăng Kenhin này, rồi các anh có cái gì trong tay và các anh có làm được cái gì trong tương lai đó. Tất cả ở đây chúng ta là gì? Tất cả là thợ chém hết. Mục tiêu còn lại là gì? Tất cả là vì cuộc sống, vì kiếm đồng tiền thôi. Còn tất cả các anh không thể nào nói những bình xăng Kenta hay những bình xăng Kenhin này làm ra bị lỗi được. Về các anh phải nghiên cứu để cho hoàn hảo. Điều đó là thì Tuấn bác bỏ, điều đấy hoàn toàn sai, trái. Rồi, chúng ta chia sẻ đủ 50 người chơi đi ạ. 50 người chơi đi cả nhà. Rồi, những anh em nào đang xem ở đây thì chia sẻ nha. Và đêm nay hẹn tất cả anh em nào chưa vào trong nhóm thì chúng ta hãy vui lòng liên hệ với Facebook Tuấn Thành Đạt để chúng ta được vào nhóm. Ok. Rồi, em mới ngủ dậy, mọi người chia sẻ, những anh em đang xem live chúng ta bổ cho vài quả sẻ, bổ thêm ít quả sẻ nữa thôi. Chia sẻ đi anh em. Rồi thì đêm nay tất cả anh em sẽ vào trong nhóm học. Nhóm học. Rồi 50 người đi mình giải quyết cho, còn 14 người nữa thôi. Hy vọng rằng anh em đang xem live để chia sẻ đủ 14 người nữa đi. Không có mình sẽ nói tóm tắt cho mọi người. Rồi, tối nay mình dạy rồi nha mọi người. À, tối nay mình dạy rồi. Rồi cái này mình chia ăn tất cả anh em mua phụ tùng. Thì lúc này sẽ được bao nhiêu anh em rồi? 449 người. Đấy, tất cả đêm chúng ta sẽ tập trung vào cái nhóm này để chúng ta học. Được chưa? Đó, 449 người. Thì hy vọng rằng có 4 đêm nhỏ nhoi. Mình biết gì về điện xe máy FI, về ban bận thì mình sẽ chia sẻ trong cái nhóm này. Bắt đầu vào lúc 19:40. Còn anh em nào chưa kết bạn thì anh em vui lòng kết bạn với Facebook Tuấn Thành Đạt. Đây, anh em đi tìm cái Facebook này. Đó, ok. Để chúng ta vào nhóm tối nay lúc 19:30 để anh em đi học. Cảm ơn cả nhà. Thì trưa nay mình sẽ nói về bình xăng. Có nhiều anh em bảo những công ty Kenta hay là Kenhin này người ta làm chưa tới tầm, mà về anh em phải nghiên cứu để cho tới tầm, thì điều đó không có. Không có như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người.
sẽ quay mặt lại. Ok, mình mới ngủ dậy mọi người. Hôm qua mình thức khuya quá, mình thức tới sáng mình đi lấy đồ. Nên chúng ta cứ cái đầu chúng ta cứ hơi tí là cứ hơn kỹ sư là không được. Tô mô phẩm bị xăng Keta Thành Đạt nằm ở Bùng Binh, Vào Xoay, quận 10, Hồ Chí Minh. Nếu người ta sản xuất ra bình xăng này thì người ta sẽ không tồn tại được bao nhiêu năm nay. Và ở trên thị trường Việt Nam chỉ có một công ty Thành Đạt Kenta có rất lâu đời. Cái thời đó tôi còn mười mấy tuổi ở Hồ Chí Minh, công ty này đã có rồi. Và có thể là trước đó, để một công ty người ta nghiên cứu sản xuất ra bình xăng con gọi là bộ chế hỏa khí thì cái đầu người ta phải hơn cái đầu chúng ta gấp ngàn lần, một vạn lần. Đấy. Nếu người ta nghiên cứu ra bị lỗi thì đương nhiên người ta sẽ không bao giờ tồn tại đứng vững trên thị trường hiện tại. Và tất cả phụ tùng luôn luôn bán bình xăng Keta. Người ta được nghiên cứu và làm ra bình xăng này thì người ta còn thừa hiểu nó hoạt động và tính toán chạy như thế nào. À, người ta dư khả năng làm được điều đó. Nhưng tại sao người ta lại làm như vậy? Bởi vì người ta tính toán hết trong con xe chạy như thế nào. Trước khi người ta làm bình xăng con, người ta luôn tính toán cái đường gió đi vào ở cái đường chính và phụ. Chính phụ người ta luôn luôn phải tính toán, nó quan trọng tới cực kỳ như vậy, được chưa? Nhưng tại sao có bình xăng người ta lại làm cái đường cho chính nhỏ, đường cho chính to? Đấy, thì tùy theo vào cái kết cấu trên con xe và cái bình xăng con nó là 100, 210 hay 150 cc. Đấy. Nhưng có nhiều anh em lại bảo cái thần y nói về cái thần y này, nói ngày xưa phải gọi là An Xuyến, An Quang ở Quảng Ngãi, Huế. Nhưng người ta chỉ là chớp nhoáng để làm gì? Kiếm tiền. Kiếm tiền trong chớp nhoáng. Để rồi một ngày người ta sẽ bị phai mờ, không bao giờ gọi là tồn tại được. Bởi vì nếu mà tồn tại được về cái thần y này thì luôn luôn cả nước biết tất cả chúng ta rồi. Chúng ta sẽ mở nguyên một cái xưởng lớn để phục vụ cho nguyên cả cái tỉnh thành của chúng ta đang ở, chỉ làm lợn bịt xăng con thôi. Đấy. Đó mới gọi là người thành công trong cuộc sống. Nhưng tất cả trên thần y trên Việt Nam này thì chẳng còn ông nào sống sót cả. Đó chỉ là cơ hội chớp nhoáng để kiếm lấy đồng tiền. À, người này lấy tiền, người kia lấy tiền, mục đích tất cả là vì đồng tiền. Và lấy đồng tiền này và làm bịt xăng con này gọi là thần y để làm gì? Đáp ứng tùy theo vào phụ thuộc khách hàng. Khách hàng chạy xe như thế nào? Đấy, một con xe để có tải nặng, leo dốc, leo núi thì những thần y làm những cái bugi trắng, tôi đảm bảo sai ngay. Bởi vì sớm muộn, thứ nhất sẽ không đủ cái gì? Một cái lượng xăng để cung cấp vào trong bồng đốt. Thì lúc này sẽ sinh ra gì? Thiếu, đúng không? Thiếu hoàn toàn. Thì lúc này nó sẽ sinh ra động cơ bị sao? Thì đầu tiên chúng ta cứ hiểu rằng nó sẽ bị cháy nấm, được chưa? Cháy nấm không thể nào tồn tại. Còn nếu thật sự làm điều này để chứng minh, vừa rồi 2014 ăn xuyến ăn đồ tất cả để những cái gì cân TV hoặc là VTV, nếu các bạn muốn đài truyền hình tới các bạn thì các bạn bỏ tiền ra thôi. Thời buổi này có tiền các bạn có thể là giới thiệu quảng cáo cửa hàng các bạn. Nhưng cái quan trọng các bạn có tồn tại được bao nhiêu lâu và tồn tại được mãi mãi không, hay nó chỉ là chớp nhoáng. Nó đơn giản giống lan đột biến. Lan đột biến mọi người thấy không? Bữa nay thấy đâu tồn tại nữa đâu. Nó chỉ là chớp nhoáng. Người nào biết dừng đúng lúc thì người đấy sẽ thành công. Còn người nào còn ham để lúc này cứ nghĩ rằng đột biến mãi mãi nó là con lan đột biến thì lúc này người ta phải phá sản. Đấy, phá sản trong tương lai bất kỳ làm điều gì đó, đúng không mọi người? Còn thật sự anh em mình không thể nào nói dốc và nói phét được, bảo những bình xăng Kenta, Kenhin này làm sản xuất ra nó chưa được hoàn thiện, chưa được trọn vẹn. Thì hỏi những anh em là nói như vậy thì thật sự anh em một ngày chọn được bao nhiêu bình xăng? Một tháng chọn được 30 bình xăng không? Hay là một ngày đôi khi phải ngồi đuổi ruồi, không có việc để mà làm, nhưng đôi khi chúng ta vẫn lên cộng đồng mạng để chúng ta phét lác, để chúng ta bảo từ là nghiên cứu cái bình xăng này để cho nó hoàn thiện hơn. Đó là cái điều hoàn toàn sai.
để chúng ta làm gì? Để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Chứ đừng có nói là ở một cái nhà sản xuất bình xăng Keta, Kenhin này bị lỗi. Được chưa? Người ta thừa khả năng cái đầu người ta thông minh hơn cái đầu của anh em mình rất nhiều. Người ta có biết bao nhiêu năm, người ta có một cái tập đoàn, người ta có một cái công ty nghiên cứu. Chúng ta thì cứ lẻ tẻ, chân tay dầu nhớt. Trên răng thì dưới bình xăng. Lụi hội nhiều cửa hàng chỉ có một ông đến hai ông. Và đôi khi mở cửa hàng ra, nghĩ cách kiếm tiền hàng ngày để tối nay tiêu. Nên đôi khi chúng ta vướng lên trên mạng này nói phét. Thì ở đây mình chỉ xin phép là góp ý để cho chúng ta cùng hiểu nha. Cái đầu chúng ta nó mới chỉ là một hạt cát sa mạc. Nhưng những cái ông mà làm sản xuất ra những cái bình xăng con hoặc là bất kỳ một cái gì trên thị trường, những ông kỹ sư, đúng không ạ? Hạt sỏi ở trong đầu người ta gọi là khối đá tảng. Đấy, nên anh em không thể nào mà bảo mẹ nó. Hôm qua tôi đọc được nhiều comment, tôi bảo bình xăng Keta này do công ty làm lỗi, nhiều ông thần y phải làm hoàn thiện, đó là sai hoàn toàn. Người ta dư khả năng để điều chỉnh cái vít gió và đường gió như thế này. Tôi sẽ quay lại hướng dẫn cho mọi người. Đây là bình xăng Keta, Kenhin. Keta, đây Kenhin. Người ta làm được bình xăng này, người ta tính toán cái đường gió đi vào. Được chưa? Đó. Người ta khả năng, người ta thư thừa, người ta nghiên cứu được bình xăng. Người ta chỉnh vít nghiên cứu, đúng không ạ? Gió đi vào. Người ta tính toán được cái bét này là bao nhiêu, cái ống sáo này bao nhiêu lỗ để tương đương vào. Khi lúc này kim xăng kéo lên thì lúc này gió vào. Người ta thừa khả năng tính toán cái bét phụ này nó là bao nhiêu, và thừa khả năng tính toán cái ống sáo này bao nhiêu lỗ và nó ở bao nhiêu gem. Đó. Nên về anh em thợ mình thì khoan to bóp nhỏ, ai không biết là bây giờ cái này đang là 38 hoặc là 40, bóp nhỏ xuống 38 thì lúc này nó sẽ là lợi sáng. Thằng kỹ sư hoặc là nhà sản xuất người ta thừa hiểu điều đó. Được chưa? Rồi. Video ở đây sẽ là cái bét 970, người ta thừa khả năng biết lên 90 là thừa nhiên liệu. Người ta xuống 60, 68 thì lúc này thiếu nhiên liệu. Thì ở đây những thần y của chúng ta là gì? Để tính toán bóp cái bét chính này lại, gọi là cái bít lơ. Và bóp cái bít lơ này thì tùy theo khách hàng chạy và tùy theo người ta đi con xe, người ta chở nặng, người ta đi ở quãng đường nào, và đồng thời người ta có leo đồi leo núi không. Và các thần y của chúng ta có khoan được cái lỗ này không? Phẹt lạc, nếu mà chúng ta phải khoan những cái lỗ này, chúng ta phải đặt những cái lò khoan số lượng lớn ở trạng thái ví dụ nó sẽ là 14 lỗ thì lúc này có thể là đưa lên 20 lỗ để làm gì? Để cho gió vào nó thông thoáng. Nhưng cái lỗ này các bạn phải khoan biết là bao nhiêu gem, hay là cứ đặt mũi khoan ở nó đang là 0,4 hoặc là 0,3 gem, cứ khoan thêm 6 lỗ nữa như vậy. Thì lúc này có thể là bị gì? Cái lượng gió đi vào nó sẽ chân lật nhau với xăng. Thì nó sẽ đi vào đây, gió và xăng lúc này đang có sự chân lật. Có nghĩa lúc này là 16,7 trên 1 xăng. Bởi vì lý tưởng của nó là 14,7 trên 1 xăng. Hoặc khi là chúng ta thốc ga cao thì lúc này nó sẽ còn là gì? 12,7 trên 1 xăng. Đó. Thì cái gì hả Dũng? Đó, nên chúng ta không thể nào mà chúng ta lại thông minh hơn được. Nên những thần y cứ hơi tí tỏ vẻ ta đây là bố đời, nhưng cuối cùng trên răng dưới bình xăng. Nếu thật sự các anh là thần y, các anh phải mở được tập đoàn, hoặc là các anh phải làm cái xưởng chuyên phục vụ bình xăng con, tiết kiệm xăng. Nguyên các bạn chỉ cần có tiếng tăm, nguyên cái tỉnh các bạn đang ở, ví dụ như tôi ở Bình Định, thì cuộc đời này các bạn có thể lên tỷ phú trong tương lai. Nhưng thật sự các bạn ở đây chỉ biết là dùng cái tô vít, tay sần sùi, đúng không ạ? Chảy máu, đúng không ạ? Tay tước, đấy, tay chai sần. Nhưng chúng ta vướng ăn tục nói phét. Thà im lại để làm, để làm cái gì? Để cuộc sống này có một cục kiếm được đồng tiền. À, khách hàng này hao xăng để chúng ta xử lý ở đoạn này, để cho nó bớt nhiên liệu. Chứ không phải là làm thế này là mới ăn hiểu thế nào là bình xăng.
Rồi cái bình xăng này có cái gì nữa mà không hiểu? Nhiều anh em cái van cắt gió này còn chưa hiểu nó hoạt động như thế nào. Đấy, đơn giản cái van cắt gió này. Ở đây có viên bi. Được chưa? Nó sẽ có 3 đường gió đi vào. Chưa sản xuất ra được cái bét này, chưa khoan được cái lỗ này, vậy thì các anh lấy cái chứng minh gì để các anh trả vờ tôi là nghiên cứu sửa sai cho những bình xăng Kenhin và bình xăng Kenta, nói là công ty người ta sản xuất chưa được trọn vẹn? Đơn giản đố các anh chưa khoan được ống sáo này. Bây giờ thử những thần y nào mua những mũi khoan này về nhà khoan cho tôi 20 ống sáo đẹp như cái ống sáo zin này, tôi dám trả tiền mua luôn cái công thức. Nhân có làm được đâu. Chẳng qua tất cả những anh em là bịt nhau là cái gì? Bởi vì nhiều anh em yếu, anh em không hiểu. Thì đương nhiên ở đây nó sẽ là 12 lỗ. Các bạn đưa lên 20 lỗ thì lúc này gió sẽ chia đều. Gió đi vào ở đây này. Và kim kéo lên ở đây này. Đấy, ở đây nó bịt. Ở đây nó khoan. Ở đây nó khoan, ở đây nó bịt. Thì lúc này gió vào nó không có đều. Nó không đánh tơi được hết cái lượng xăng cung cấp vào trong buồng đốt, đúng không ạ? Nếu muốn nó tơi thì ok, chúng ta sẽ khoan đều cái lỗ này ra, thì lúc này gió nó vào trộn với xăng tơi thành phun đi vào trong buồng đốt. Muốn phê nữa thì cái bét chín này hạ cho tôi một chút xíu, 95 về khoảng 90 hoặc là 88 tùy theo người chạy. Và quan trọng các bạn phải mở đường gió, các bạn phải tính toán, đúng không ạ? Mở đường gió to quá thì lúc này nó sẽ bị cuồng gió, một cái lực hút nó sẽ vào nhiều hơn. Đấy, người ta tính toán hết rồi. Thì ở trong cái nhóm học online tôi sẽ mô phỏng cho quý vị cái bình xăng này, làm để biết, để muốn bougie trắng là được trắng, muốn đỏ như gạch cua là được đỏ, muốn đen là được đen. Thế thôi. Ở đây là tôi chỉ biết là một người thợ như bao nhiêu anh em khác, chia sẻ góp ý cho các bạn. Còn tất cả những thần y trên Việt Nam này mở ra một cái xưởng làm lợi xăng trong tay chỉ có 5 thằng thợ. Ăn xong chỉ làm bình xăng. Đúng, tôi bái thần y đó làm sư phụ. Bao nhiêu tiền tôi cũng tới bái thầy, có nghĩa là 100 triệu. Nhưng thật sự anh em ở cửa hàng đồ mà quay tới quay lui chỉ có một ông đến một thằng thợ phụ. Mà hơi tí cứ lên trên mạng chúng ta bảo những ông này làm bị lỗi. Rồi. Clip ở đây tôi chỉ chia sẻ khoảng được 60% ở cái buổi livestream trực tiếp ở cái fanpage này thôi. Còn ở trong nhóm học tôi sẽ làm hết khả năng những gì tôi hiểu biết được để chia sẻ cho anh em trong cái vụ làm bình xăng con. Rồi, anh em cảm thấy có hữu ích thì anh em cho Đình Tuấn một cái comment. Được chưa? Hữu ích không? Đấy. Tôi có thể phân tích tiếp tục tới cái bộ nồi. Để làm gì? Cuộc đời này chúng ta làm ra, chẳng qua cố gắng để làm. Tiếp tục kể cả bộ nồi. Để phục vụ tùy theo vào khách hàng và đối tượng để kiếm tiền. Đấy, bình xăng này cũng vậy, làm cái nồi cũng vậy. Làm cái nồi bẻ độ hay là remap mở tour. Ở trên cuộc đời này nó luôn luôn có rất nhiều dạng người. Có nhiều anh em mê tốc độ thì người ta không cần độ bền. Nhiều anh em cần đi cướp tiệm vàng, cần phải gia tốc. Nhiều anh em đi giật dây chuyền. Nhiều anh em đi ăn trộm chó. Thì chúng ta phải biết để làm, để chúng ta kiếm tiền, để phục vụ khách hàng, để chúng ta có tiền. Nhưng ở đây không thể nào nói ra là tôi nghiên cứu thông minh hơn thằng kỹ sư được. Anh em đồng ý không? Giống làm xăng hay làm nồi cũng vậy. Tôi dám đảm bảo trên Việt Nam này ai làm hết gợn ở con xe, tôi mua bộ nồi tới 50 triệu luôn. Bảo hành cho tôi, nhiều anh em bảo hành 3-4 chục ngàn cây. Anh em nào ai cứ bán nồi, tôi dám mua bộ nồi đến 50 triệu. Dám bán không? Tôi bỏ tiền ra mua, không có là 10 triệu. Nếu sợ nhiều quá tôi mua 10 triệu bộ nồi, chắc thiếu gì người bán. Nhưng ở Việt Nam này không ai làm điều đó. Nhưng tất cả là gì? Múa mép hết. Nếu chúng ta làm được bài nồi hoàn thiện ở cái trạng thái giải 450 bị gợn, và nhiều anh em bảo bảo hành 23.000 cây, thì thật sự anh em phải mở một cái trung tâm, một cái xưởng rất lớn,
để phục vụ cho tất cả khách hàng trên cộng đồng mạng ở Facebook. Ai ai cũng biết, người ta có thể sẵn sàng, như người ta có tiền, người ta có thể gửi luôn con xe tới cho cái shop để làm. Và có rất nhiều những công ty hãng Honda của Piaggio, SWM, Kimco và Honda mời các bạn đi. Hoặc các bạn không muốn bán công nghệ đấy thì người ta bảo các bạn gia công cho, để lắp đặt cho những cái nồi của xe ga, bán ra ngoài thị trường những S, bán cho người tiêu dùng, không bị người tiêu dùng mắng rốn. Thì người đấy có thể mở cái xưởng trong tay, cầm khoảng 50 nhân viên. Nhưng ở Việt Nam này không có ông nào làm nồi như vậy cả. Nhất là thắn nào làm nồi pháp sư ở Cần Thơ thì nổ kinh khủng. Đấy, nói với người hiểu biết thì không thể nào chơi được. Còn tất cả chúng ta chỉ là một cái thợ tiện, lật quặt ở bên cạnh có hai thằng thợ phụ. Mà nào thì bài nồi này này chạy êm nhẹ, bớt gợn giải 450, bảo hành 40.000 cây. Nhưng tất cả chúng ta chỉ là gì? Quăng để lấy tiếng ở trên cộng đồng mạng. Thà im lại cứ vậy mà làm thì nó khá là hay hơn. Chúng ta đừng có trổ tài làm cái gì cả. Nếu thật sự ở trên Việt Nam này những thắn làm nồi bao gợn giải 450, bảo hành 23.000 cây, thì thật sự thắn đấy phải mở cái trung tâm, nó tương tương khoảng 500m2, và trong tay lúc nào phải có 10 đến 20 thằng thợ phục vụ kế bên. Bởi vì cái lượng xe ở trên Việt Nam, xe ga và tất cả những công ty nhà sản xuất, nó rất nhiều những con xe bị như vậy. Đấy, mọi người công nhận điều đó không? Tiếp tục tôi phân tích cho anh em cái nồi ở đây, kể cả Remap. Remap mở tour, một cái người viết cái phần mềm nghiên cứu ra cái bo mạch điện tử con IC. Các bạn đủ thấy người ta thông minh không? Không thông minh thì người ta sẽ không bao giờ sản xuất hoặc là nghiên cứu ra cục IC điện tử được. Thấy không? Ở trong đấy được đúc kết cho anh em nguyên khối mặt khởi động, mặt sạc, mặt FI đầy đủ ở trong đó. Thì thật sự một cái đầu kỹ sư người ta thuộc lầu lầu trên tất cả con linh kiện và bản vẽ và phần mềm người ta đổ vào. Nhưng sau tương lai tất cả những thánh cao thủ ở trên Việt Nam là Remap, có ông nào làm Remap, làm nồi bẻ độ, dám ở trạng thái đứng ga, ở trạng thái không tải, treo ga ở vận tốc cao không? Cao không? Không dám. Còn thật sự để con xe zin ở 10.000 RPM hoặc là nồi xin, chúng ta có thể ở trạng thái không tải, vít ga thoải mái, không ảnh hưởng gì cả. Đấy, nhưng thật sự để chúng ta làm, để chúng ta cung phục vụ cho khách hàng, đấy, là cái điều đấy tôi công nhận. Chứ không phải là chúng ta lên đây để chúng ta chứng minh đơn giản cái nồi bẻ độ nó sai ở đâu. Tôi sẽ phân tích cho quý vị. Một cái ông mà sản xuất ra ấy, cái chậu bi và cánh quạt này, thừa khả năng người ta làm được điều này. Được chưa? Thừa khả năng người ta làm được điều này. Thừa khả năng người ta vớt ở dưới này để cho bi sâu khoảng 2 gem. Người ta thừa khả năng người ta mài được cái này, người ta làm luôn cái khuôn. Cái này người ta làm khuôn nha. Đấy. Thì ở đây người ta sẽ làm được cái khuôn, người ta sẽ đúc cái mâm nhôm này ra nó y xì như vậy. Thì bây giờ người ta muốn vậy, người ta làm luôn cái khuôn, khỏi cần có cái gờ. Được chưa? Người ta dư khả năng. Nhưng anh em mình làm để phục vụ cho tất cả những anh em nào mê tốc độ, tôi công nhận làm điều đó ok. Bởi vì có người mà, có người chạy êm, có người mê tốc độ. Được chưa? Rồi. Tại sao người ta phải xin ra một cái móng chân vịt dày cui ở dưới này, quý vị có biết không? Ở đây nó được bẻ lại, không phải là hình sâu vuông, bẻ lại này. Tôi sẽ tính toán cho quý vị. Ở trong nhóm học tôi sẽ dạy nhiều hơn cho quý vị. Ở đây chẳng khác gì một cái móng nhà chân vịt của chúng ta. Khi một nhà kỹ sư người ta thiết kế, khi ông muốn đổ 2 mê thì người ta phải luôn luôn tính toán cái chân vịt này nó phải chịu đựng được khoảng 2 mê rưỡi cho tới 3 mê. Anh em công nhận không? Cái chân vịt này, cái khối nhôm này người ta đúc rất dày ở cái đế ở dưới này. Đó. Đấy, người ta sẽ làm lại, lại. Để khi, tại sao người ta làm như vậy? Và tại sao người ta lại tới đây, người ta lại làm cái gờ để bi lúc này nó tụt xuống? Luôn luôn có sự tính toán ở trong cái động cơ. Người ta dư khả năng người ta vớt được cái này nhá, và vẽ được cái này. Nhưng ở đây tôi chỉ là cùng nhau phân tích thôi.
Đó. Anh em mình cùng nhau trải nghiệm, phân tích. Nào cho cái like chia sẻ nào quý vị ơi. Quý vị yêu em thì quý vị cho em cái like và chia sẻ. Có ông nào mà đổ cái nhà 2 mê mà ở dưới này làm chân vịt mỏng không? Đổ ít thép, ít bê tông, ít đá không? Thì cái chân vịt này nó sẽ không chịu được. Rồi. Chân vịt này người ta đúc nguyên khối này để làm gì? Khi mà chúng ta chạy ở gia tốc cao và đồng thời lúc này nó sinh nhiệt, nhôm này nó nóng để nó bảo vệ được cái này này, cái bạc này này. Đó. Đấy, nghe điện thoại cái. Alo. Alo. Đang live stream nha anh em nha, gì gọi sau nha. Người ta làm cái này ra để người ta tính toán, để người ta bảo vệ cái bạc ở trong này khi chúng ta chạy ở vận tốc cao và đồng thời nhôm này nó sẽ sinh nhiệt nóng, anh em hiểu không? Đấy, để nó bảo vệ được cái bạc này. Đấy, hiểu nôm na như thế thôi. Được chưa? Và người ta khi mà cái chậu bi này nó được lắp ở bên trong hình hài như thế này. Lực RPM chạy tới người ta sẽ làm cho những cái quạt làm gió này. Đấy, nó sẽ nghiêng về trước như thế này. Nó sẽ cúp đầu. Để làm gì? Để lúc này chúng ta chạy nó sinh ra những cái này để cản gió, để làm gì? Để cho nó mát. Đó, gọi là từ mát. Và đồng thời sẽ giải giải nhiệt ở trong cái bộ nồi cồn. Được chưa? Cái này nó giải nhiệt đấy. Người ta thừa khả năng đúc thêm cái trụ này làm gì? Để cho tốn nhôm, mất công. Xong người ta không làm như thế này để người ta tính toán cho nó giải nhiệt ở trong cái bộ nồi. Đấy, ok chưa? Rồi anh em mình mê tốc độ thì ok, sẽ làm như thế này. Làm như thế này thì đương nhiên nó sẽ không bền. Thứ nhất, nó sẽ sinh ra cái bộ nồi cực nóng ở chúng ta chạy ở vận tốc cao thì nhiệt độ lúc này sẽ tăng cao, thì lúc này là mát sẽ bớt đi rất nhiều, thì chúng ta sẽ vớt hết tất cả những cái quạt gió. À, đấy, ok. Và ở dưới này nó sẽ làm một cái gì? Đấy, ở dưới này nó sẽ đúc một cái trụ rất chi là dày ở trạng thái phả lướt này, thấy chưa? Phả hình lướt, nó chạy như kiểu cái bậc thang ấy, lướt. Rồi anh em thợ của mình bẻ móc lác vào trong này luôn, sâu dưới như này, nhưng thật sự viên bi nó có rơi xuống dưới này đâu. Viên bi nó đang tự ở đây, ở dưới này nó làm cho một cái lỗ hở cực lớn, cực giống ở trên này, thì nó làm cho cái trụ của anh em sẽ không còn chắc để bảo vệ được cái bạc ở trong này như zin. Nó gọi là cái gì? Đế chân vịt. Đây. Ở đây nó sẽ làm cái lại lại này. Lại. Đây quý vị nhìn thấy lại không? Đấy, nó sẽ làm hình lại, thấy chưa? Nhưng ở đây chúng ta vớt cái sâu như là thật sự viên bi ở dưới này nó hở tét lét. Nó rơi xuống khoảng 2 gem. Đây tôi sẽ bỏ viên bi vào. Đây anh em thấy không? Không có tác dụng gì cả, nó chỉ có rơi viên bi xuống đây khoảng được ở 2 gem hay bao nhiêu, dưới này độ hở khá là lớn. Đấy, móc cái này sai kỹ thuật. Đấy, độ hở khá là lớn, to. Bởi vì ở đây nó không còn độ lại như bản chất trên cái chậu bi-zin. Chậu bi-zin nó có độ lại thì đương nhiên độ khít nó sẽ rất lớn hơn so với khi chúng ta móc. Đấy, thấy không? Bởi vì cái này nó có độ lại. Đó, có cái độ lại này. Ok, thấy không? Độ hở nó còn rất nhỏ bởi vì người ta sẽ đúc nguyên khối nó sẽ lại. Lại. Thì cái này chúng ta sẽ vớt bằng hình đứng. Rồi, nó hở không không? Bởi vì dưới này vớt vô dụng. Đó, ok chưa? Thôi, mình phân tích chỉ có thế thôi. Không phân tích sâu nữa. Đó, thì cái này chúng ta làm để làm gì? Không phải là tài giỏi. Làm để phục vụ anh em, phục vụ khách hàng. Cần yếu tố gia tốc đấy, chứ không bảo là bảo vớt cái này giỏi hơn kỹ sư được, giỏi hơn cái nhà sản xuất này được là sai. Vớt cái này để cung cấp phục vụ cho khách hàng, anh em thợ muốn mê mê tốc độ. Còn vớt thế này thì bảo gì như này thì không có, được chưa? Đây, thứ nhất cái này sẽ làm mỏng lét đi này, đấy, được chưa? Mỏng lét đi này. Đây, đây, nó như kiểu bị khuyết đấy, mỏng lét. Anh em thấy cái zin không? Nó được dày cùi.
Đó. Chỉ cần ở đây một cái sai, hai cái sai, nhưng thật sự để chúng ta làm phục vụ để chúng ta kiếm tiền nha, chứ đừng có hỏi giỏi hơn kỹ sư. Và những bố thần y cũng đừng bảo những bình xăng này làm ra bị lỗi đấy. Chẳng qua chúng ta tính toán gió 6 mét 9 là Wittler, mét phụ 6, và đồng thời thông số đồng ý bấm cho em cái sub like. Còn cái lò xo này lắp vào, ai bảo lắp cái lò xo này vào cái động cơ sẽ gia tốc êm thì không có. Một cái lực kéo lúc này sẽ ảnh hưởng tới động cơ rất lớn, bởi vì cần cái lực rất mạnh để nó thắng được cái lực lò xo, để nó ép được cái cặp bu li. Thì anh em sẽ biết rồi, nó đơn giản, chúng ta không cần nghĩ đâu xa. Cái máy làm việc giống con người, cái lực của chúng ta để vất vả cái lò xo này thì cái lực máy nó cần phải làm việc mệt hơn. Đó là cái quy luật để chúng ta hiểu khi thay lò xo. Đó là cái những cái gì mình cũng là một người thợ bình thường. Đây mình chỉ là một cái góc chia sẻ tham khảo cho anh em thợ máy. Có anh em nào thấy đúng thì cảm ơn mọi người, còn anh em nào thấy sai thì cứ góp ý, đúng không? Bảo Toán ơi, livestream như vậy là sai, không đúng. Mọi người có đồng tình không? Còn chỗ nào sai thì mọi người hãy góp ý cho mình hoàn thiện hơn. Mình cũng chẳng tài giỏi gì cả, nhưng mình biết zin và chúng ta phay bẻ, và cái này của nhà sản xuất, và chúng ta có thể thay đổi gió. Thay đổi gió sẽ thay đổi tỷ lệ hòa khí, đúng không ạ? Để đi vào trong động cơ này, để gọi là từ tơi ở dạng phun phun sương nhá. Đấy. Cái này chứng tỏ là thay đổi cả gió và cả xăng luôn rồi đấy. Nhá. Bớt nhiên liệu, thêm khí. Đúng chưa? Rõ ràng như cái này bớt nhiên liệu này. Ai bảo làm cái xăng này không bớt nhiên liệu? Bớt nhiên liệu là ở cái Wittler, thêm khí, đúng không? Để lúc này xăng khí đi vào thì anh em sẽ biết là được cái gì rồi, đúng không? Lúc này sẽ vào cái động cơ chứ đi đâu xa. Đấy. Còn cái này không thay đổi, mà cái này thay đổi thì cũng không có lợi bao nhiêu cả. Đâu, thay đổi từ cái này cho tới cái này. Nhiều lúc thay đổi cả cái này luôn. Và đường gió. Thế mình sang còn cái gì nữa không? Hết fit. Loa, hello, hello. Hello, hello. Toa hàng lại hết, ship liên tục. Mệt lắm. Rồi bây giờ nước tẩy rửa ngoài và trong, anh em nào cần thì comment nha. Có hai loại để cho anh em phục vụ. Cái này chúng ta sẽ tẩy ở bên ngoài lốc máy. Thì ở đây nó tùy thuộc vào cái lốc
và ở khu vực anh em đi xe. Có thể cái lốc nó dơ quá thì chúng ta sẽ chơi 1 trên 1. Còn nếu cái lốc sạch quá thì anh em phải pha với nước lặn 1-2, 1-3, 1-4, 1-5. Như nhiều những cái lốc của xe ga nhôm ở đằng sau, ở cục lốc máy, thì anh em có thể tẩy lốc đó thì anh em có thể pha lại cho mình 1-2, 1-3. Còn anh em tẩy những đầu nòng Zimway, C, đúng không ạ? Thì anh em có thể 1-1 hoặc là 1-2. Tùy theo cái máy của anh em nó có dơ hay là nó bẩn. Cái này là sẽ là tẩy bên ngoài. Anh em có thể pha trộn với nước, nước trắng bình thường, nước mình sử dụng á. Còn cái này anh em sẽ tẩy ở bên trong chuyên về nhớt. Thì ở đây nó sẽ sạch hơn xăng, anh em không cần phải rửa qua cái lốc này gì cả. Cứ cái lốc mở ra nhớt nhau dơ cỡ nào thì anh em sẽ xịt cái dung dịch này vào. Và anh em dùng cái cọ bình thường, anh em quét qua quét lại và anh em lấy cái máy rửa xe, anh em xịt nha. Nó sẽ trắng như ngọc tinh. Đó thì anh em nào cần thì mọi người comment. Đấy, những anh em nào dùng thử chất lượng rồi thì tiếp tục mua ủng hộ sữa tắm trắng Hà Bác. Dạ. Được chưa? Còn cái này các bạn có thể pha với rửa xe không chạm, pha loãng ra. Các bạn xịt cực chặt, sạch ơi là sạch luôn. Pha cái này có thể tỷ lệ 1 lít thành 5 lít, nửa lít thành 2 lít rưỡi nha. Đó. Còn anh em nào sợ dị ứng thì chúng ta đeo bao tay vào. Còn bình thường không sao cả. Tránh tình trạng bắn vào mắt nha, bảo vệ. Thế thôi. Nước màu xanh tương tự như kiểu nước súc miệng của chúng ta thôi. Đấy, hãy để xa tầm tay trẻ em. Và chúng ta đọc hướng dẫn trước khi sử dụng. Rồi, quý vị và anh em thợ máy nào cần thì comment. Hai chai tẩy lốc ở ngoài, cứ nói là màu xanh hoặc là màu trắng. Rồi, Toán ơi cho mình hai chai, ba chai màu trắng. Toán ơi cho mình hai chai màu xanh, để chúng ta cùng nhau dễ phân biệt. Cái này tẩy ở ngoài, tẩy trong. Hôm qua 2:30 sáng nhập về được chừng này, để phục vụ anh em thợ máy có nhu cầu inbox. Rồi, tất cả chúng ta chỉ cần để tên người nhận, địa chỉ, số điện thoại là xong. Thôn, phường, thị trấn, xã, chỗ chúng ta đang ở, nhớ điện thoại để đúng. 3 đến 5 ngày sau, ship tới tận giường cho cả nhà. Rồi, đó, ok, cảm ơn những cái comment, bình luận của anh em phía dưới. Rồi, anh em nào cần lốc tẩy rửa, mỗi người ok vào toa, chiều nay mình ship cho anh em 2-3 bình luôn đi ạ. Nha, đấy, cần cái gì thì comment. Cái này chúng ta hoàn toàn không dùng qua xăng, hay bất kỳ một nước rửa chén nào, mà hãy dùng cái này trực tiếp xịt vào, dùng cọ rửa, và lấy nước sạch xịt, và lấy khòi, xịt khô, hoặc là mang đi phơi nắng, bi bọng. Hoàn toàn không hư hỏng nha. Sau khi chúng ta lắp máy vào, hãy vô nhớt mới vào những viên bi, bi số, bi động cơ vân vân, hoặc là bi gì đó. Rồi anh em úp lốc lại là thành công.
Rồi, Vio buổi trưa nay chia sẻ và bán nước tẩy rửa. Tới đây xin phép tạm dừng. Chúc tất cả anh em có buổi trưa vui vẻ. Hẹn anh em lúc 19h30 phút đêm nay. Nha. Nhớ chuẩn bị anh em nào còn yếu về hệ thống FI, về sơ đồ điện thì 18 giờ đóng cửa hàng, tắm rửa, ăn cơm nước. 19h30 nhớ cái nhóm đấy. Bắt đầu chúng ta cùng nhau 4 đêm. 4 đêm online không đồng. Tri ân tất cả anh em thợ máy luôn đồng hành và ủng hộ mình. Đúng 19h30 phút đêm nay vào ngày 13 tháng 9 dương lịch của 2022. Nhớ 19h30 phút là 7h30 đêm nay nha. Rồi ok. Cho cái thả tim để chúng ta cùng nhau kết thúc buổi trưa nay. Tuấn về nhà ăn cơm nghỉ ngơi ra ship hàng. Tối 6 giờ về tắm rửa, 7 rưỡi ra trình diễn cho anh em xem. Nha, ok. Cũng hy vọng 4 đêm nhỏ nhoi mang lại kiến thức về FI vô bờ bến cho anh em thợ.